Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương nên được chọn làm điểm sáng để nghiên cứu quá trình xây dựng nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đây là đánh giá của đoàn khảo sát Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo cáo, từ năm 2007 đến nay, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lãnh đạo tổ chức thành công 3 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ban hành 663 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân thực hiện 4.080 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, tổ chức 42 cuộc tiếp xúc cử tri. Tỉnh lồng ghép các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, 59 đơn vị hành chính cấp xã, 576 thôn, xóm, tổ dân phố, 1 sở, 23 đơn vị trực thuộc khối đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Lễ tuyên dương và trao thư khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho học sinh đạt giải quốc gia năm học 2021-2022 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo và Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn phối hợp tổ chức trong tuần. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, Bà Rịa Vũng Tàu có 66 thí sinh dự thi. Kết quả có 39 thí sinh đạt giải, trong đó một giải nhất môn toán, 8 giải nhì môn toán, môn lịch sử, môn vật lý, môn tiếng Anh, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích. Đây là lần đầu tiên đội tuyển toán của tỉnh lọt vào top 5 toàn quốc. Đội tuyển lịch sử tiếp tục duy trì số lượng và chất lượng giải, cùng với đội tuyển sinh học và ngữ văn nằm trong top đầu khu vực phía Nam. Đặc biệt, có 5 học sinh được tham dự vòng loại Olympic toán học quốc tế vào tháng 4 tới đây. Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với chính quyền thành phố Monterey Park, bang California, Hoa Kỳ đã được tổ chức. Ký kết ghi nhớ Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chính quyền thành phố Monterey Park, Hoa Kỳ đặt mục tiêu xác lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế lẫn xã hội như trong thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, logistics, cảng biển, du lịch, trong giáo dục, y tế, thể thao, khoa học công nghệ, kỹ thuật số, giao lưu văn hóa. Hai bên cũng cam kết thành lập nhóm công tác để tăng cường chia sẻ thông tin về các cơ hội đầu tư, hỗ trợ dự án cũng như hoạt động của doanh nghiệp tại hai địa phương. Lâu nay, việc mua sắm và thanh toán bằng thẻ thường chỉ có ở siêu thị. Nhưng từ ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại chợ Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu, người tiêu dùng đi chợ không phải mang theo tiền mặt. Chợ 4.0 Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu là chợ số thứ 2 trong cả nước, được vận hành sau chợ Cồn của thành phố Đà Nẵng. Từ mô hình thí điểm ở chợ Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu có kế hoạch nhân rộng triển khai tại tất cả 13 chợ toàn thành phố. Với giải pháp công nghệ tài chính số an toàn, tiện lợi, nhanh chóng, mô hình chợ 4.0 được kỳ vọng góp phần hỗ trợ toàn diện cho đời sống người dân. Từ cuối năm 2017, Sở Công Thương phối hợp với các huyện, thị thành xây dựng và đưa vào vận hành các trạm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, chợ trung tâm. Đến cuối năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu đã có 7 trạm kiểm nghiệm thực phẩm tại các chợ. Tuy nhiên, cho đến nay, các trạm kiểm nghiệm này vẫn chỉ hoạt động cầm chừng, chưa phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là vì thiếu nhân lực, người tiêu dùng không mấy quan tâm và cũng chưa thực sự tin tưởng vào chất lượng kiểm nghiệm của các trạm. Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6 đã được triển khai được hơn một học kỳ. Tuy nhiên, theo đánh giá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở, chương trình chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Bởi trong chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tăng cường, nhưng dịch Covid-19 không cho phép thực hiện yêu cầu này. Ngay cả khi các trường dạy và học trực tiếp trở lại, vấn đề giãn cách, hạn chế tiếp xúc vẫn duy trì, nên hoạt động giáo dục kỹ năng cũng hết sức hạn chế. Học sinh lớp 6 vì thế vừa thiếu vừa yếu nhiều kỹ năng so với học sinh học theo chương trình cũ ở những năm học trước. Bệnh viện Vũng Tàu với quy mô 350 giường bệnh từ giai đoạn thiết kế đến xây dựng và đưa vào vận hành diễn ra gần 10 năm. Một công trình quy mô, mức đầu tư lớn hơn 1.000 tỷ, sự kỳ vọng cũng rất lớn, nhưng lại có không ít bất cập khi đưa vào vận hành. Nhà vệ sinh tại khoa sản không có cửa, chỉ dùng màn che, nhưng hiện màn che không có. Thiết bị bàn sinh không phù hợp, kho trữ thuốc của khoa dược không có máy điều hòa nhiệt độ.
Tất cả các cửa phòng bệnh nhân đều là cửa gỗ kính, không có ô kính cho nhân viên y tế quan sát từ bên ngoài. Diện tích các kho lưu trữ thuốc, thiết bị, vật tư y tế không đáp ứng nhu cầu của bệnh viện. Dư luận và đội ngũ nhân viên y tế đặt câu hỏi, các đơn vị liên quan đã làm tròn trách nhiệm của mình khi tham gia vào quá trình đầu tư dự án Bệnh viện Vũng Tàu hay chưa? Thời gian gần đây, một số chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhận được cuộc gọi xưng là cán bộ công an, chào bán tài liệu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Một số trường hợp do không cảnh giác đã mất tiền cho các đối tượng và chỉ phát hiện mình bị lừa khi liên hệ với cảnh sát khu vực. Cơ quan công an khuyến cáo, nếu nghi ngờ có đối tượng giả danh, người dân nhanh chóng thu thập thông tin như tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, kế hoạch công tác và thông báo ngay cho lực lượng công an địa phương để kiểm tra và có các biện pháp xử lý kịp thời. Ván chèo súp là một môn thể thao nước ngoài du nhập vào Việt Nam hơn 5 năm trở lại đây và xuất hiện ngày càng nhiều tại vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu thời gian gần đây. Dù là ván bơm khí khó gây thương tích, song ván lướt chung trong khu vực có đông người tắm biển nên nhiều người không khỏi e ngại va chạm với người tắm hoặc là bản thân người chèo trên ván bị rơi xuống biển. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho người chơi, cho người tắm biển cũng là tạo thêm một môn thể thao nước phát triển đúng nghĩa, cần được ngành chức năng đưa ra phương án và quy hoạch phù hợp.